chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết trên VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay những cơn mưa ở Nam Bộ đã tạm giảm. Trên ảnh mây vệ tinh không còn những cụm mây dông mạnh che phủ như là chiều ngày hôm qua nữa, mà thay vào đó thì trời ít mây hơn, nhiều nơi có nắng cho đến chiều muộn. Tuy nhiên thì đây chỉ là khoảng giảm mưa tạm thời thôi thưa quý vị. Cảnh báo ngày mai mưa sẽ tăng trở lại ở Nam Bộ, vùng mưa mở rộng hầu khắp các khu vực và trong đó thì miền Tây mưa sẽ sớm hơn từ trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối mưa sẽ lan lên miền Đông và có khả năng mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra ngập úng, đề phòng sấm sét, gió giật mạnh. Và thưa quý vị, mưa nhiều nên ngày mai trời không quá nóng. Dự báo nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác thì sẽ phổ biến dưới 33 độ, riêng Biên Hòa là 34 độ. Phòng riêng đất liền, trên các đảo như Phú Quốc, từ ngày mai mưa cũng sẽ nhiều hơn, thậm chí 2 ngày cuối tuần mưa có thể xảy ra sớm từ sáng. Quý vị có dự định vui chơi khám phá hòn đảo ngọc này, cần lưu ý thời gian mưa cao điểm nhất là vào buổi chiều, đề phòng dông sét gió giật mạnh. Có mưa nên ban ngày dịu mát, nhiệt độ không quá 30 độ. Nếu di chuyển bằng tàu ra đảo, quý vị cũng lưu ý mưa dông sẽ ở vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, đề phòng trong cơn dông tiềm ẩn lốc xoáy gió giật mạnh. Cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy nguy hiểm cũng được đưa ra ở khắp vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, cũng như ngoài khơi của hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong mưa tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như Nguyễn Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.